thường, không có diễn tiến bất thường chút. Bệnh nhân này bệnh nhân nam 45 tuổi, tiền căn thì bệnh nhân tha là khỏe mạnh đấy, không có mắc bệnh lý gì về mặt nội khoa trước đó, có rượu có thuốc lá nhưng mà cũng không phải là nghiện nha. Hậu khẩu cấp độ thừa ngày thứ ba, độ thừa ở vị trí là vị trí bình thường chứ không phải là ở vị trí bất thường, hoại tử vỡ, các độ thừa nội soi là bụng và đặt cái ống dẫn lưu ở đâu em? Ở hốc chỗ phải hả, đuôi loa? Hậu khẩu thì vài tiếng sau là bệnh nhân được chuyển lên trại. Qua ngày hôm qua ngày hậu khẩu thứ nhì bệnh nhân đau bụng nhiều, đau quặn, không có nhiều đau mổ, không có sốt, bệnh nhân vẫn tiên tiện được đúng không anh? Vẫn chịu hơi được, nhưng là khoảng một ngày sau khi mổ là đã chịu hơi được rồi. Mình nghĩ do đau quá nhiều như thế bệnh nhân được chuyển từ phòng hậu khẩu thường sang hậu khẩu phòng hậu khẩu nặng chăm sóc theo dõi đặc biệt. Thì hiện tại thì bệnh nhân đã bớt đau. Từ hôm qua giờ bệnh nhân có sốt không? Không sốt, cũng có chịu hơi được nha. Thì thầy thấy mà bệnh nhân là tỉnh táo đấy, nhìn cái phòng lát la lửa tôi xem rồi lửa bây giờ không thấy có dấu hiệu nhiễm trùng rõ ha. Bụng bệnh nhân thì dày mỡ, các băng dán những cái lỗ trocha không thấm dịch, nó thành ấn bụng ở đây thì mềm đau không? Cứ thả lỏng đi đau nó đi tiểu thì sao? Tiểu bình thường. Cái vùng này thì thấy mềm mại bình thường đó. Nhưng mà chỉ có vùng này là nhân có đã ấn đau nhiều, ấn nông mà đã đau rồi cho nên thì không có điều kiện ấn sâu nha. Thì khẳng định là có một phở ấn viêm rất là mạnh ở cái vùng này nha. Thì nghe mô tả lại là ngày hôm qua thì cái dẫn lưu ở đâu anh? Có cho phải ra 100 ml dịch nâu sậm lợn cợn, không có cái màu vàng của dịch tiêu hóa, không có màu xanh của dịch tiêu hóa nha. Thì thầy trước mắt thầy chắc nó là gì, có một cái tình trạng là tụ dịch nha, tồn lưu dịch, có tụ dịch ở cái vùng này nha. Và chưa loại trừ khả năng là có một cái khuẩn gì đấy ở cái vùng măng tràng hay là hồi tràng gì đấy nha. Thì khả năng đầu tiên là có tụ dịch trước đã nha, tụ dịch khu trú thôi. Còn khả năng thứ nhì là có thể có lũng ở măng tràng hồi tràng gì đấy, khả năng nó thấp thôi, nhưng cũng phải nghĩ đến trong đầu chứ không được bỏ qua nha. Thì giờ trước mắt là tạm thời cho bệnh nhân nhịn ăn nha, cho cái ruột nó nghỉ đi nha. Và nếu nhịn ăn thì phải điều trị một dinh dưỡng nha. Thứ hai nó kiểm tra lại xem kháng sinh dùng là có thích hợp chưa, kháng sinh gì gan metronidazole là quá đủ vi trùng thừa hoại đủ kháng sinh này mạnh. Và trong cái chuẩn trong cái bộ kháng sinh mà dùng theo kinh nghiệm đối với vi trùng thừa hoại cũ với mà vi thừa thì không cần thiết phải đổi kháng sinh nữa. Nên việc ngay tiếp tục dùng kháng sinh thêm một hai hôm nữa theo dõi tình trạng cái bụng nha. Nếu như cái bụng càng ngày càng bớt đau, còn trạng bệnh nhân này càng khá lên, chúng ta khám cái vùng này, cái bệnh nhân ấn thì càng ngày càng giảm đau nha. Thì nghiêng về cái tụ dịch nhiễm trùng nhiều hơn. Còn nếu như tình trạng bệnh nhân này càng nặng thêm, ví dụ bệnh nhân đau nhiều hơn, có sốt tụ chướng nhiều hơn và sờ thì khối rõ thế này nha, thì lại nghiêng về một cái khủng ở đường tiêu hóa. Bạn biết tại sao có khủng không? Biết tại sao? Một là cái góc ruột thừa ruột thừa hoại tử, thì khi cái góc nó cũng hoại tử luôn, có trường hợp ruột thừa hoại tử cái góc còn tốt thì yên tâm, có trường hợp ruột thừa hoại tử cái góc nó cũng hoại tử luôn, cho nên nó có thể nó mục ra trong thời gian hậu phẫu. Thứ hai nữa cũng có thể là mặt treo ruột thừa nó ngắn, nên là khi mình đốt nó làm bỏng nhiệt những cái phần bên cạnh ấy, nó sẽ nó hoại tử, nó cũng thì khả năng nó là thấp. Thì trước mắt thầy nghĩ là có tụ dịch, thì bệnh nhân này chắc chắn là được thừa hoại một đứa cái vùng mặt, cho nên hướng suy trí như thầy đã nói rồi đấy, tạm thời nhịn ăn, truyền dịch, dinh dưỡng nha, tiếp tục dùng kháng sinh theo cái chuẩn của kháng sinh mà đã cho đây mấy hôm, theo dõi theo từng trạng bụng, theo dõi cái công thức bạch cầu CRP
Dạ, nếu con thích bạch cầu thấy không có rõ lắm thì ta thử đi bỏ CRB. Tại CRB nó cái độ nhạy đó nó phát hiện tình trạng viêm nhiễm trong bụng nó cao hơn là thích bạch cầu. Ha. Còn nếu mà đáp ứng tốt thì nghiêng về một cái tụ dịch sau mổ có nhiễm trùng. Còn nếu mà đáp ứng xấu hơn thì nghiêng về cái khủng cái giò của ông tiêu hóa. Hiểu vấn đề chưa? Rồi, có thắc mắc gì không? Hôm nay chúng ta học cách khám bình thường hơi bất thường chút. Trước giờ đủ thừa thấy 10 trường hợp thì 9 trường hợp là thấy êm ả bình thường hết. Có cái bất thường đấy để chúng ta học, có thêm kinh nghiệm. Thắc mắc gì không? Tắt đi em.